Ngày hôm nay thì bên Huy tiếp tục là có một chuyến hành trình ra tới Bình Định để bàn giao một cấu hình âm thanh nha. Trong cái chuyến hành trình lần này thì bên Huy đi bàn giao tới 3 bộ mọi người. Thì 2 bộ là bàn giao tại Phú Yên rồi và đây là bộ thứ 3 là về tới Bình Định nha. Cấu hình loa hỏa tiễn XP Pro và súc là súc đồng bộ XP Pro luôn. Và cái mẫu hỏa tiễn này thì hôm vừa rồi Huy cũng mới có một cái clip review tới anh em. Một mẫu sản phẩm mà hàng lắp ráp ở trong nước nha, phân khúc giá bình dân nhưng mà cái chất lượng rất là cao để phục vụ cho anh em ta đi làm những show đám tiệc ở ngoài trời. Dạ chào cô ạ. Dạ. 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 À, hiện tại thì bên Huy cũng vừa mới tới nhà hành khách của mọi người. Nhà hành khách ở trong này nhá. Ở đây thì bên cạnh cái bờ hồ mọi người gió rất là lớn. Đó, bây giờ bắt đầu chuyển hàng vào lắp ráp nha. À, em chào anh. Dạ. Tính chạy lên Bồng Sơn đó. Dạ. Có định vị là chạy được vô đây mà anh. À, đó, tính chạy lên Bồng Sơn đó luôn. Dạ. Ở đây là mình ở chỗ nào Bình Định rồi anh nhỉ? Đây là thuộc về phường Hoài Hương. Hoài Hương hả? Phường Hoài Hương. À, khu phố Phú An, phường Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định. À. Đây, cấu hình ngày hôm nay là xài cái mẫu súc 50 XP Pro nha. À, mẫu này thì anh em có thể thấy là bên Huy cũng đã lắp cho khách rất là nhiều. Và đây là cái mẫu phiên bản mới 2024 nha. Thì phiên bản mới thì nó có gì? Thứ nhất là nhìn mặt trước là đẹp hơn nha. À, cái thể tích hộc hơi phía trước này là bên Huy cũng có điều chỉnh để nó phù hợp hơn với cái loa nha. À, thể tích hộc hơi phía trước là điều chỉnh này. Rồi mặt trước này làm anh em thấy sắc nét không? Và thùng này là sơn nhựa nha anh em, sơn nhựa nha. À, sơn nhựa thì anh em biết rồi, rất là nhìn thực tế rất là đẹp và cái độ bền rất là cao, chống trầy chống sức rất là cao mọi người. Mưa nắng là thoải mái. Đây, hậu nó cũng khá là sâu mọi người nha. Đó, cặp súc 50, đây là súc 50 XP Pro. Và bên đây là hỏa tiễn XP Pro mọi người. Đây là mẫu hỏa tiễn XP Pro F2212 nha anh em. À, con này thì hình thức nói chung là giao diện cũng mới này. Và mẫu này thì cũng là được trang bị sơn nhựa nha anh em. Sơn nhựa, nói chung là súc sơn nhựa, hỏa tiễn sơn nhựa nhìn rất là chất mọi người. Mẫu này thì hỏa tiễn này chỉ có 26 triệu trên một cặp thôi. Giá rất là bình dân cho anh em ta đi làm show cưới, show những cái show mà kẹo kéo lưu động mọi người. Rất là hay, con này tiếng cực kỳ dễ làm nha. Lát nữa Huy sẽ setup thử cho anh em ta xem. Một cặp này thôi, phủ 400 khách cả nhẹ nhàng nha. Phủ 400 khách cả nhẹ nhàng nha. Rồi, để bây giờ thì bên Huy sẽ lắp đặt dàn máy, sẽ test thử cho tất cả anh em nha. Cấu hình loa là một cặp súc này, một cặp full đồng bộ XP Pro nha. Dàn máy đây anh em. Bộ máy nhé, mixer 12 line này. Đó, vang số này, micro Wonderfield 800 này, quản lý nguồn này và đẩy. Đẩy 4 kênh, Cora TD 12 này. Con đẩy này là nguồn xung nha, nói chung là full hệ thống dàn máy này là nguồn xung luôn anh em. Điện 120V trở lên là chúng ta chơi vô tư rồi. Thời gian ở đây thì Huy lắp những cái dòng đẩy Cora rất là nhiều. Cái con này á, là series mới của nhà Cora nha, Class TD nó cực kỳ ổn định anh em, ổn định lắm. À, cân nặng chỉ có 12kg thôi, công suất lớn, ổn định. À, và đặc biệt dòng này thì bên Huy đang có cái chính sách là cho phép anh em ta dùng thử nhé. Dùng thử trong 7 ngày, nếu không hài lòng có thể mang lên Huy gửi tiền lại cho anh em. À, và dòng này thì được bảo hành 2 năm và bảo trì đến tới 3 năm nhé. À, hiện tại thì cấu hình loa bên Huy đã lắp xong, bây giờ bắt đầu tung tín hiệu nha anh em. Kéo delay là lụng thôi. We'll be right back.
4, 5, 6. Trên đường tung tăng vui ta ngày tháng, dấu chân xưa ghi lại đôi ta yêu nhau ngày ấy. Tóc em xanh vì anh, mắt anh vui vì em, chung bước vì yêu. Biết em yêu anh nhiều, đôi khi anh hay lạc lối. Gió đưa anh quay về cùng em trong đêm mịt tối. Mất môi xưa còn đây, chiếc hôn nay vụt bay, bay xa tầm tay. Yêu dù là xa, ở nơi đâu anh xin được yêu. Xa dù thật xa, nếu đôi ta yêu nhau thật sâu. Muốn dù không xa cách đôi mình cùng yêu nhau mãi. Hỡi em, vì tình yêu anh sẽ chờ em sang vòng tay và thắm tha tranh lại anh. Nơi đây mình anh thì mong em như chim lạc lối. Bơm micro lên 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Echo thì cứ gọi là từ Bình Định mà về tới Sài Gòn nha anh em.
Rồi anh em, hiện tại thì bên Huy nói chung là cân chỉnh hoàn toàn hết rồi. Thì về khu vực miền Trung này anh em biết rồi, như clip trước là Huy đã nói đó là về khu vực miền Trung mà lắp những cấu hình mà âm thanh dạng này á, là để đi đa số là kẹo kéo karaoke lưu động mọi người. Nhiều anh em là hàn cái xe bỏ lên để đi, thì sắp tới là anh khách cũng có cái xe cũng hàn là bỏ lên trên đó kéo đi ha. Thì cái đặc thù ở khu vực miền Trung mình á, thì như Huy thấy là anh em dùng đi kẹo kéo karaoke lưu động á, là eco rất là nhiều hát, phải thật nhiều eco mới được nha. Hôm nay thì sáng Huy cũng mới giao hai bộ bên Phú Yên mọi người, lắp hai bộ tại Phú Yên á, thì anh em có thể thấy là chỉnh eco mà cái tiếng eco mà từ Phú Yên mà vô tới Sài Gòn là vẫn còn nghe eco nha. Ở đây cũng vậy, nhưng mà ở đây thì Huy làm cho anh sẵn chương trình rồi, eco revert nhé, có chương trình eco, có chương trình revert, thì thích chương trình nào là sử dụng chương trình đó thôi mọi người. Như anh chia sẻ là cái này là đi là mấy nữa là để cố định đúng không anh, đâu có chỉnh gì đâu đúng không, cứ đẩy lên là lớn nhỏ là lụng thôi đúng không, không chỉnh hết. Mấy nữa đi là nói chung là ở đây là cái nhu cầu là vậy mọi người, nhu cầu là không cần chỉnh, setup giống kiểu là dạng như phòng karaoke để mặc định vậy á, để cố định vậy luôn, rồi mà kéo đến nhà khách là để vậy chơi cho mọi người chứ không có chỉnh gì hết ấy. Ví dụ sau này mà ví dụ vô tiệc mà ví dụ khách cần thêm eco revert hay là lớn nhỏ đó thì anh ấy chỉnh, anh để cố định vậy luôn chứ không có chỉnh hết mọi người. Đó, ở đây là đặc thù là anh em khu vực miền Trung là làm show lưu động là giống như vậy đó mọi người, cứ bộ này đi làm là vài trăm khách là thoải mái rồi đó. Rồi xong nha, anh em nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp cho bên Huy nha. Đây là anh trai mọi người, đây là anh chủ mua hôm vừa rồi cũng ghé qua bên Huy ghé qua bên Huy, nhưng mà hôm đó hình như là em đi giao hàng không có nhà đúng không? Đó, hôm nay là ra mới gặp anh đấy. Dạ. Rồi, vừa rồi sao? Em test thử hết hoàn toàn ha. Các chương trình vừa rồi là đầu tiên là em hát là chương trình là nhiều tiếng revert ít eco. Rồi sau đó là đến anh hát là chương trình là nhiều eco ít revert. Đó thì sao? Nghe rồi cảm nhận thực tế thì sao anh? Nói chung là có ông Dưỡng test rồi, nói chung là không hát nghe được. Ok. Mà chủ yếu là cái nền hay nhị thì Dưỡng kêu nhị là được rồi. Hát nhẹ là được. Dạ, quan trọng là người hát nhẹ đúng không? Nhẹ mà trong hú tốt là ok đúng không? Đừng có hú được. Ok, rồi. Rồi, một lần nữa em cảm ơn anh. Ok.